Tại hội nghị thương mại điện tử quốc tế B2B Alibaba.com 2021 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Alibaba.com đã chính thức ký biên bản ghi nhớ. Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, kết thúc năm 2020, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng 18% so với quy mô và đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh dịch COVID-19. Thứ trưởng đánh giá, Alibaba.com là kênh thương mại điện tử uy tín với 260 triệu nhà mua hàng trên phạm vi 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng quy mô, cơ hội ở thị trường nước ngoài. Bộ Công Thương và Alibaba.com sẽ phối hợp chặt chẽ để tập trung tăng cường hiệu quả kinh doanh thương mại đầu tư, tư vấn triển khai các đơn hàng quy mô lớn, ổn định, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp và đào tạo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả chuyên nghiệp. Tại hội nghị, Alibaba.com đưa ra các cam kết và hỗ trợ kỹ thuật tập trung cho hai đối tượng chính là các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về chuyển đổi số. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cam kết sẽ đồng hành cùng Alibaba.com trong các hoạt động nâng cao năng lực chuyển đổi số, năng lực thương mại điện tử, đặc biệt là các kỹ năng trong thương mại quốc tế nhằm hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.